sau đó sinh số tổ nữa, mà cái dòng tàn hào rồi ít trong phương diện này ta tỏ sai cho sầu của lối trên nó, lúc nào dùng xếp chặt lại của cụ tàu tua sau nó nổi ở lối tỉnh sơn la nó, lúc nào khó chui xanh ở bên tua này chỉ bên tua mùa cổng máy cái mùa trong trống nè, chỉ ít trong phương diện sau đó sinh số tổ có nơi sau lối xe đây nha, nên hàng đầu bên sai xếp sọt ta nổi mùa bây giờ thay cho kế của mùa cổng này nó máy cái mùa trong trống rồi bên sau đó tàu sai thế tàu bỏ, nên sau đó bên mùa sai tàu nè. Thì nó chỉ cúi chấm mông thì chỉ cái này cha phải nó lấy cúi há trồng so chặt sở lấy đó nó chỉ cũng mua lần đầu lên đầu tuần này có lẽ cho hiện tại vậy chứ không có dùng trầu tê sữa nữa nhớ chung đó nếu nó chỉ bé tôi mua cổng từ nền lâu mảnh cánh mùa thế từ tết lâu rửa mùa mảnh cánh mùa thế rửa hà rồi bé tôi cổng nền lâu tôi trong trống nó chỉ nếu nó chỉ bé tôi chọn được nó chỉ chú trống nành đi nữa chỉ bé rửa mùa rồi là hậu chỗ chúng nên tôi cái nó chỗ nhớ đến nhớ gì là những tôi xua xua nó thêm từ nền lâu là trong trống nó lo thế chỉ tiếng nành chúng chỉ là rẻ đi nữa em đâu bé sẽ đâu mua nữa. Nên sẽ được tập bọn nó. Thế nó giờ ý cho có mong tòa mù cổng trong trong này. Mà nó chẳng tòa đánh cưới tòa nó trông ở dưới cư thay lúa lọ dậy thế cứ rằng có rồng thọc cờ này. Nó cho tí nó chỉ có mua cho khu ở lớn nữa. Nó tẩy trái luôn chi sư nó nè. Còn là biết thử cái gì do ekip chương trình của như MC Phương Hải thì không có thật biết phát sóng hát nó là gì của nó nhờ bên tổ chức. Còn nó có... hạnh phúc của mình rồi và sự hiện diện của cô dâu và chú rể ngày hôm nay cũng đã hâm nóng lại sân khấu hạnh phúc của mình và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cô dâu và chú rể đi ạ, xin mời. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều với những tràng pháo tay thật tuyệt vời. Vâng, kính chúc tất cả quý vị, hai bạn trẻ của chúng ta được có ngày hôm nay là nhờ ơn sinh thành và dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây thì chúng ta cũng không quên và trân trọng kính mời lên sân khấu những người làm cha làm mẹ của cô dâu và chú rể, cũng như đại diện hai bên gia đình. Và xin trân trọng kính mời ông Hàng A Hờ và Sông Thị Mo là thân sinh phụ mẫu của chú rể chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời lên sân khấu, xin mời duyên cho hai bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và MC cũng xin thay lời cho cô dâu và chú rể, cũng thay lời cho hai bên gia đình, xin gửi tới toàn thể quý vị với những lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, kính chúc toàn thể quý vị. Vâng, thật đúng là tình yêu. Tình yêu thì luôn luôn bắt đầu từ đôi mắt, mà ngày mai thì luôn luôn bắt đầu từ ngày hôm nay. Và tình yêu của hai bạn trẻ cũng vậy, không biết trải qua bao nhiêu đêm trăng rằm, mà cũng không biết trải qua bao mùa lúa chín. Và ngày hôm nay, hai bạn trẻ của chúng ta đã đưa con thuyền tình của mình cập bến bờ hạnh phúc. Vâng, tình yêu luôn luôn làm cho các nhà văn, nhà thơ của Sơn La chúng ta phải thốt lên rằng tình yêu là tiếng gọi từ trái tim, và tình yêu là duyên tình của đôi đứa, và tình yêu nó cũng như hoa nở bốn mùa vậy. Nó là hương say của cuộc sống, và là hạt giống của tương lai, và cũng là chiều dài của hạnh phúc. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình cao của chính quyền hai địa phương,
quê hương Sơn La và quê hương Vân Hồ. Chúng ta đã nhất trí cho hai bạn trẻ đưa con thuyền tình của mình cập bến đồ hạnh phúc. Và ngày hôm nay tại quê hương Phiêng Hì, chúng ta tại gia đình họ nhà trai bản Phiêng Hì, xã Cờ Nòi đang diễn ra một sự kiện trọng đại, đó chính là buổi lại lễ thành hôn của chú rể A Dùa cùng với cô dâu Mùa Bánh. Và không để quý vị để lâu hơn nữa, giây phút thiêng liêng, giây phút hạnh phúc của hai bạn trẻ cũng đã đến. Cho phép MC Quân Cảnh xin được trân trọng và tuyên bố buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ A Dùa cùng với cô dâu Mùa Gánh xin được chính thức và bắt đầu một trong các phần lớn kiện chúc mừng. Và vâng, kính thưa tất cả quý vị, với những tràng pháo tay của quý vị được hòa quyện vào những tràng pháo hoa trên nền nhạc DJ được vang lên như báo một ngày song hỷ, một ngày hạnh phúc của chú rể A Dùa cùng với cô dâu Mùa Bánh. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay trở về để chúng tôi cũng như được để tổ chức cho buổi lễ ngày hôm nay, thì ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng trở lại và gặp gỡ bác đại diện bên gia đình hoặc nhà gái. Vâng, từ lúc nào qua sông thì ta lại nhớ tới đò, muốn con hạnh phúc thì ta lại có đôi câu để dặn dò. Ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng trở lại với sân khấu hạnh phúc của hai bạn trẻ để cùng gặp gỡ bác đại diện bên gia đình hoặc nhà gái sẽ có nơi đây phát biểu tới toàn thể quý vị. Vâng, xin trân trọng kính mời. Còn đó là lúc đó thì tổ chức cho ước nhận tổ chức cho ốc thầm nhiều à. Bây giờ cái đám cưới ốc thầm nhiều mà cứ tính như trà số đời đó mua số đời to thì chơi trà đó 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 ước nhận thì chắc là tổ chức đó thì số đời to đó nó ít rồi mà là chỉ mua nó chỉ là số đời to số đời chậm mà tôi rồi thao to ba một trái đấy nó nhau vào cái trái nó à cái đồ này kia mất đá mất nổ là số đây đấy mà nó mua đấy đó thì tiền trả số đây là chỉ mua đó chỉ mua trả số đây nó trả số đây đồ của trái nó à số đây thao ba đá mất nổ à cái đồ này kia số đây mà tôi mua đá nổ đấy đó. Xin vâng, kính thưa đại quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho những lời phát biểu thật là ngọt ngào, thật là tràn đầy hạnh phúc ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa đại quý vị, ngày hôm nay thì hai bên gia đình đã thống nhất để bác đại diện bên gia đình hoàng nhà trai gửi tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Và kính thưa đại quý vị, nhấn là một kỷ vật thiêng liêng tượng trưng cho tình yêu, nó không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm cuối. Và thiên ngày hôm nay được tượng trưng cho niềm nền tảng vĩnh cửu của niềm tình chung và hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời chú rể giơ tay cho vào bàn tay giao ước của cô dâu ạ. Xin mời ạ. Vâng, lại cô dâu cũng sẽ cho những điều yêu thương của mình và bàn tay giao ước của chú rể. Vâng, xin mời ạ. Sau khi hai bạn trẻ chúng ta đã trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương của mình, hai bạn trẻ chúng ta sẽ thành dựa vào nhau đi đến hết cả cuộc đời này. Vâng, quý vị thanh tăng cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay sau đây thì cũng xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến về phía chiếc bánh hành khách cho mình ngày hôm nay với các chương trình đã dành tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời ạ. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay chia tay để cắt chiếc bánh gà to cùng nhau chia ngọt sẻ vui. Vâng, ý thức là để quý vị, chiếc bánh gà to hạnh phúc ngày hôm nay thì được tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời được hòa quyện vào nhau trên nền tảng niềm trung thủy và hạnh phúc của mình với sự trong trắng và tình yêu của mình. Sau khi cô dâu và chú rể chúng ta cùng tay chia tay chia sẻ ngọt bùi cho chiếc bánh hạnh phúc của mình thì một lần nữa xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta duyên thắm tình đồng, chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta mặn nồng bên nhau. Và xin mời bạn trẻ chúng ta sẽ di chuyển bên trái một chút để cùng khai rượu sâm banh để rót lên tháp ly hạnh phúc của mình. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể sẽ cầm vào chai rượu đầu tiên và chú rể sẽ cùng lắc mạnh chai rượu đầu tiên đi ạ. Vâng ạ. Vâng,
Vâng, xin mời chú rể dẫn Quy sang nhận ạ. Vâng, xin mời chú rể dẫn Quy ạ. Vâng, xin chúc mừng chúng tôi và chúng ta đã tiến hành chương trình thiên và xin mời hai bạn trẻ chúng ta sẽ cùng. Vâng, xin mời hai bạn trẻ chúng ta sẽ góp đến hạnh phúc của mình bằng rất thật nhẹ nhàng ạ. Rất là như lần đầu chúng ta gặp nhau á, cứ thể là đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, thủy chung chung thủy sắc màu yêu thương, và rượu hồng thì cũng đã được rót ra trải đầy các cốc thất tha mặn nồng. Hai cốc đầu tiên thì được tặng trưng cho vợ và chồng, và cốc kế tiếp thì được tặng cho từ trăng tròn tam và ngược đã về trong xe. Và rượu sắc thanh ngày hôm nay thì được tính thành hai phe, tặng trưng cho hai họ đã trở trời cho hai người, còn phía dưới là khắp khắp người người chúc cho hai trẻ chúng ta chọn đời bên nhau. Và xin mời các bạn và chú rể chúng ta tiếp tục quy cho rượu thứ hai ạ. Vâng, xin mời các bạn chú rể chúng ta quy cho rượu thứ hai. Vâng, xin mời chú rể chúng ta quy cho rượu thứ hai ạ. Vâng, xin chúc mừng chú rể và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, vâng, thật đúng là con cha thì được ví như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ thì ví như nước trong nguồn chảy ra, mà nước trong nguồn thì luôn chảy mãi mãi. Quý Thái Sơn thì vững trái đời đời, bàn tay cha dòng sữa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và ngay sau đây, chúng ta kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tỏ lòng thương mến và mình ơn đến người cha người mẹ của mình. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhất những nghi lễ tình diệu nghĩa của mình lên các bậc sinh thành. Vâng, xin trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, chữ chân thì để phần cha, chữ nhớ phần mẹ, còn đôi ta chữ tình. Và xin chân kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cầm ly rượu hạnh phúc của mình ạ. Xin mời ạ. Và chúng ta sẽ trở về để cùng ly với cha người mẹ của mình ạ. Xin mời ạ. Và thưa quý vị, ở phía dưới chúng ta gác lại những đôi đũa xinh đẹp của mình được không ạ? Sẽ rót thật đầy ly rượu của mình và giơ thật cao lên để chúng ta cùng chúc mừng cô dâu và chú rể ạ. Quý vị chuẩn bị ạ. Và chúng tôi sẽ cho kính mời tập thể các vị chúng ta sẽ cùng hô từ 1 đến 3 và chúc mừng ngày vui được ạ. Các bạn mời quý vị ạ, giơ tay cao lên để hình ảnh ạ. Thứ ba, một, hai, ba, giơ, hai, ba, giơ, hai, ba, chúc mừng ngày vui. Và xin mời tập thể các vị chúng ta cùng lên đây ạ. Xin mời tập thể cùng với các bạn cùng lên đây. Và kính thưa quý vị, đồng thời là hôm nay sinh nhật chúc mừng cùng trong một khắc nghĩa dài trong năm, chúc cho hai bên gia đình chúng ta ngày càng keo sơn và thắt chặt hơn nữa. Chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta đã vừa được ôm vừa được hôn, cũng như được gửi lời cảm ơn, thay cho lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và ngay sau đây thì chú rể buông lỏng tay xin cô dâu chúng ta cứ thả lỏng, cứ thả lỏng tay xin. Xin mời chú rể chúng ta bên phải. Hey! Chú rể chúng ta đặc biệt là chú rể chúng ta đã trải qua một cái quá trình đổ quân ngũ, và cho nên là chú rể quay rất vấn đề. Nên còn nhà cô dâu thì xin mời cô dâu sẽ quay về phía chú rể với một góc độ 37 độ 5 ạ. Xin mời. Vâng, xin mời. Vâng, trước khi đến với một nụ hôn và một cái ôm thật là chung thủy và hạnh phúc thì xin được phỏng vấn chú rể một chút ạ. Từ khi cô dâu đến từ giờ thì chú rể đã khám phá ra chỗ nào là mềm nhất của cô dâu chưa ạ? Phần eo ạ. Phần, chú rể đã khám phá ra phần mềm nhất của cô dâu là phần eo đúng không ạ?
Vâng, tiến đội rất đúng nha. Hôm nay là phần lên tượng trưng cho hàng người phụ nữ của người Việt Nam. Và xin hỏi cô dâu một lần nữa, xin hỏi cô dâu từ khi yêu đến bây giờ, cô dâu đã khám phá ra trước cơ thể của chú rể phần nào đầu tiên nhất ạ? Dạ thưa, là bờ vai của chồng em ạ. Mình cứ cảm thấy cái gì bờ vai vững chắc, bờ bóng cô dâu của chú rể là rất là thông minh và người rất là cao thế ạ. Vâng, xin chúc mừng cô dâu và chú rể đã khám phá ra phần yếu, phần mềm và phần cứng của nhà chú rể mình. Vâng, ngay sau đây thì không để quý vị để lâu hơn nữa thì xin trân trọng kính mời hai tay của cô dâu sẽ là tên vai của chú rể ạ. Xin mời ạ. Là tên hai vai của chú rể ạ. Xin mời ạ. Xin mời chú rể đến sát lại gần một chút đi ạ. Và xin mời chú rể sẽ đặt tay lên phần eo của chú rể. Vâng ạ. Mà sát sang phần mông một chút đi chú rể ạ. Vâng. Và chú rể thì thụt vào bên cổ một chút đi ạ. Đúng rồi ạ. Vâng, kính chào tất cả quý vị, ekip chương trình xin đặt tên cho nụ hôn đầu tiên mang tựa đề theo kiểu mông cổ. Đúng không quý vị? Đúng ạ. Quý vị chuẩn bị hô cùng ban tổ chức khi ekip chương trình hô từ 1 đến 3 thì cô dâu và chú rể sẽ vừa lấy đà vừa hôn, tránh tình trạng đồng ruộng máu hay cao là không được ạ. Quý vị ạ, chuẩn bị hô cùng ban tổ chức được không ạ? Chuẩn bị ạ. Một, hai, ba, vâng, xin mời chú rể và chú rể chúng ta sẽ vừa lấy đà vừa hôn ạ. Một tràng hát thật lớn để chúc mừng ạ. Thì quý vị, đây thông báo của ekip chương trình thì chú rể đã chủ động hôn cô dâu. Đây tất cả quý vị, các cụ rể là sẽ việc đứng im, mắt lên dinh, tâm thật chặt chờ đợi giây phút người bạn đời của mình sẽ trao cho một nụ hôn, hay là chung thủy là hạnh phúc đúng không ạ? Quý vị nghe rõ chưa? Cô dâu sẽ chủ động hôn chú rể ạ. Tất cả quý vị cùng hôn tiếp tục hôn đấy ạ. Từ ba trở lại một thì cô dâu bắt đầu hôn được không ạ? Và những tràng pháo tay của quý vị được kéo dài thì nụ hôn càng dài kìa. Xin chào quý vị và để quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật dài để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Chuẩn bị go 3, 2, 1, chú rể. Một tràng pháo tay thật lớn và thật dài đến đây. Và tôi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và một lần nữa xin kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta được trăm năm cùng viên mãn bắt đầu nhé.